Xin chào mọi người, hôm nay nhóm anh em mình cưa mấy cây bưởi nè, với mấy cây nhãn. Phá hết nhãn với bự luôn nha mọi người. Cái này mình đốt mấy cái này đang cho mấy cây mít này nó phát triển nha. Trái đúng luôn rồi mọi người, còn trái đúng luôn rồi. Uh-huh.
Tây Mai. Mấy nhãn cưa hết á. Cây bên này bự làm luôn hả?